Chào mừng các bác đã đến với kênh Dụng cụ đồ làm vườn em Thảo. Những dụng cụ tốt nhất thì hôm nay em muốn đưa tới các bác làm vườn, làm cây bonsai, làm cây cảnh. Hôm nay sẽ có những mẫu cưa Nhật rất chi là tuyệt vời. Dòng cưa chất lượng số 1, kéo cắt ARS này, cưa mini của Nhật và những dòng cạp mà các bác nhà mình dùng phổ thông thường xuyên nhất. Đấy, và sẽ có những bộ kéo Nhật cao cấp làm ở phần bên này các bác nhé. Để bác nào mà đang quan tâm tới sản phẩm nào thì cứ theo dõi em tới tận cuối video để em chi tiết để các bác nhà mình nắm bắt được từng sản phẩm. Thế thì đầu tiên với những mẫu cạp mà được các bác hỏi nhiều nhất và các bác làm vườn dùng nhiều nhất thì em sẽ quay cho các bác nhà mình xem. Đây là những mẫu phổ thông nhá. Những dòng cạp này thì em sẽ chọn cho các bác dòng bản dày, bản đẹp nhất đấy ạ. Đây là cây cạp tròn. Đấy, các bác nhìn với một cây cạp tròn thì nó sẽ có cái phần lưỡi im khít như này. Và cái bản của nó phải dày như này, mới là hàng chuẩn loại 1 các bác nhé. Và tất cả những cái dụng cụ ngày hôm nay thì sẽ có cả loại rẻ tiền và loại đắt tiền. Đấy, các bác lựa chọn mẫu nào thì hãy xem em. Đấy, đây là cây cạp tròn. Báo giá luôn từ các bác là cây cạp tròn em đưa từ các bác là 300.000 đồng cho một cây. Cây cạp chéo cũng sẽ là 300.000 đồng cho một cây nhé. Thì phổ thông đối với các bác làm nhiều nhất thì các bác sử dụng loại này thôi. Đấy, nó trung bình mà nó rất chi là tốt. Nói chung là nó rất chi là tốt đấy các bác ạ. Đấy, còn về dòng cạp trắng này. Cạp trắng thì những mẫu này thì em có cả cây bổ nha các bác nhé. Có cả cây bổ và cây cắt dây đấy ạ. Em còn có cả những cái mẫu kéo tỉa chất lượng như này. Đấy, và cây cạp này cũng báo giá luôn từ các bác là em đang đưa từ các bác với giá sẽ là 400.000 đồng trên một cây. Tất cả các bác nhà mình thích mua cây nào thì em gửi cây đấy nhé. Một cây cũng được. Các bác cứ mua một cây này em cũng gửi nhé. Đây ạ. Các bác nhìn, đây là hàng chuẩn, nó phải dày như này. Tròn đẹp. Và em sẽ đưa tới các bác là dòng thép đúc nguyên liền khối, một dòng thép đúc tốt nhất để chuyên dụng dành cho các bác làm cây bonsai, cây cảnh. Về cây cạp đa lăng, nếu như các bác nhà mình mà cần một cây cạp mà làm cả hai chức năng, làm quen rồi đấy ạ, thì các bác sử dụng cây này. Cây cạp hai chức năng thì về cái phần lưỡi của nó thì sẽ khác nhé. Cạp chéo, cây cạp chéo nó như thế này đấy, và cây cạp đa lăng thì nó sẽ tròn như thế này đấy. Và đây là cây cạp đa lăng thì em đang đưa tới các bác là 400.000. Hiện tại thời điểm này thì đã giảm giá được 50.000 cho tất cả các bác. Tay của nó tròn như thế này các bác này. Đây, phần lưỡi. Và dòng cạp này thì là dòng cạp 21 cm, bản tay tròn đẹp. Sẽ có bản dẹt là bản sẽ rẻ hơn đấy các bác. Cho nên là các bác thì mình lưu ý. Còn về phần trên này thì đây là những dòng cưa Nhật đắt tiền, nhưng mà được các bác làm cây bonsai vẫn lựa chọn rất nhiều. Đấy thì em sẽ chi tiết về những cái mẫu phổ thông trước. À, hôm nay thì em sẽ có mấy con dao gọt hoa quả dao Nhật đây. Đợt vừa rồi em đăng tải có một video mà được rất nhiều bác quan tâm. Dòng dao này để gọt hoa quả này rất chi là xịn sò, phải gọi là xịn luôn. Thì em sẽ gửi tặng tới mỗi một bác mua là 100.000 đồng một cây. Con này nó cũng là thép đúc liền khối nhé. Các bác nhìn cái tay của mấy phần lưỡi của nó sẽ liền với nhau như này. Ba ốc chốt rất chi là chắc. Báo giá từ các bác là 100.000 đồng trên một cây. Em còn ba cây như này nhé các bác nhé. Đấy, bác nào ưng cái dòng dao Nhật gọt hoa quả này liên hệ luôn với em. Chuẩn xịn luôn đấy các bác ạ. Đấy, còn về cưa làm vườn dành cho các bác nhà mình làm phổ thông. Nếu như làm vườn phổ thông ấy thì em thấy các bác nhà mình sử dụng cây cưa top này là số 1 luôn. Cưa top thì em sẽ có hai loại, một loại 2 thì nó chỉ có 100.000 thôi. Nhưng mà cây cưa top làm vườn loại 1 để cho các bác nhà mình sử dụng lâu dài. Đấy, và sắc bén, cưa ngọt, cưa cả tre già các loại cho em nhé. Cưa gỗ cứng có độ siêu mịn thì giá của cây này nó đang là 300.000 đồng cho một cây em miễn phí ship. Và rất chỉ là hay, nếu như các bác nhà mình mà cần lưỡi mua rời ấy, thì em có cả lưỡi rời nhá. Lưỡi cũng chuẩn xịn của nó luôn. Nhà bác nào mà cưa hỏng lưỡi thì mua lưỡi, em sẽ gửi lưỡi nhá. Còn về cây cưa bút đi, nó là hàng cưa công nghệ của Nhật đây các bác này. Con này thì cũng rất chỉ là ok, về phần lưỡi của nó cứ sành đanh như thế này. Cưa bút đi này là 350.000 đồng cho một cưa. Đấy, về em tiếp tục về những cái dụng cụ đồ xịn nhá. Bác nào đang quan tâm tới đồ xịn thì đây là những món hàng giá cao nhưng mà đổi lại nó sẽ rất chất lượng, mà các bác nhà mình cũng làm vườn cũng đang sưu tầm rất nhiều. Cưa này thì hiện tại em đang giảm giá rất chi là sâu cho các bác này, những cưa 35 cm. Dòng này các bác nhà mình cũng cưa cành to thoải mái cho em, trước kia là 450. Và chương trình khuyến mại trong cái tháng này thì các bác sẽ được mua với giá là 380. Giảm được 70.000 đồng cho một cây các bác. Cưa Nhật 35 cm, hàng chuẩn xịn loại 1 đây các bác này. Các bác nhìn về cái cưa xịn ấy, bác nào mà sợ mua phải loại 2 thì kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại trên màn hình. Để em sẽ gửi hai mẫu cho các bác nhà mình xem các bác ạ. Đấy, còn về cái kìm cắt dây của Buddy. Buddy thì nó là hàng Đài Loan công nghệ Nhật, cây này xịn nha, cây này đắt, cây này 400 các bác ạ. 400.000 cây này. Rất chỉ là xịn luôn.
Đấy, còn về cạp Đa Lăng, à xin lỗi, cạp Ruga thì nó là hàng thương hiệu, hàng chuẩn xịn nhất rồi. Cạp Ruga thì cũng sẽ có cây tròn, cây chéo, đây là cây chéo đây các bác này. Cây này thì nó đang là 800 ngàn đồng cho một cây, cạp Ruga. À, còn về phần trên này là những cây kéo Nhật cao cấp nhất mà không có một loại nào cao cấp bằng. Nếu bác là mà muốn mua cái giá thành của nó thấp hơn thì em cũng có nhé. Nhưng hôm nay đã em đưa tới các bác là toàn đồ xịn rồi. Đấy, đây là cây cắt này, còn đây là cây tỉa các bác ạ. Cắt tỉa, một bộ này nó sẽ là 3 triệu 400 ngàn đồng trên một bộ. Dòng kéo Nhật A, thép đúc liền khối của các bác nghệ nhân bên Nhật làm thủ công. Đấy, về chiều dài của nó thì nó rơi vào 20 cm. Đấy, cái này thì các bác nhà mình sử dụng phải giữ gìn nhá, nó rất chi là đắt, thì mình sử dụng cắt xong mình lau cho nó rút chút dầu để cho nó ok. Còn về cái kìm cắt dây, đây là cái kìm cắt dây của Nhật để các bác này. Ví dụ các bác mua kìm cắt dây thường thì chỉ 100.000 một cây thôi, nhưng cây này nó là 300 ngàn đồng một cây đấy các bác ạ. Đấy, tại sao giá đắt như thế mà các bác thì mình vẫn sử dụng nhiều, bởi vì nó làm rất chi là được việc, cắt ngọt, dễ sử dụng. Còn đây là một bộ kéo nhé, bộ kéo dành cho các bác thì mình cắt cành to, kéo cắt cành to đây, ARS. Đấy, ARS thì báo giá với các bác là ví dụ như cũng có thời điểm nó thấp hơn, có thời điểm nó cao hơn. Thì ARS này nó đang là 700.000 đồng trên một cây kéo cắt ARS. Cưa cũng vậy nha các bác nhé, có kéo và có cưa. Cưa này là cưa 19 cm của Nhật, chính hãng. Thì rất nhiều bác có những cái phản hồi là đắt quá, đắt thế. Thì nói thật với các bác, nếu mà Nhật xịn, nội địa chuẩn thì nó không bao giờ có rẻ cả. Có những loại nó hàng mấy triệu cơ. Đấy, thế cho nên là em cũng đưa tới các bác là trung bình thôi. Chứ nó cũng, đây là cưa top man của Nhật. Cưa top man của Nhật thì có cưa 30 cm và cưa cưa này là cưa bao nhiêu cm nhỉ? Em lại quên mất này, cưa này cưa 30 cm này, cưa này cưa, em để xem trên cái bìa này, 24, 24 cm đây. 24 cm thì nó đây nhá. Cái này thì nó có vỏ này các bác này. Cái này nó đang là 350.000 đồng trên một cưa, cưa 24. Có vỏ hộp như này, tem chống hàng giả tất cả đây nhá. Cái này là 350. Còn cái 30 cm này là 500.000 trên một cây. Đấy, còn đi về cái dòng cao cấp nhất là ở phía trên này. Đấy, bác nào mà quan tâm tới những đôi cạp Nhật, những cây cưa của Nhật, hàng xịn. Đấy, cây cưa của Nhật này thì báo giá với các bác là cây cưa mini, nó có 10 cm về phần lưỡi thôi. Cả cán của nó mới được 21 cm. Giá của nó đang là 400 ngàn đồng trên một cây, em thảo miễn phí ship. Đấy, còn về cạp Nhật đây các bác này. Cạp Nhật thì nó sẽ khác hẳn những dòng bình thường, nó là của hãng Kalashin Nhật Bản, có tên thương hiệu ở trên cạp hết như này nhá. Các bác nhìn thấy tên chưa? Đây, tên thương hiệu của nó nằm ở chỗ này. Kalashin. Đây nhá các bác nhìn này. Japan Kalashin. Dòng này rất chi là cao cấp, nó là 1 triệu 600 ngàn đồng trên một cây cạp Nhật. Đấy, còn về những cây cưa Nhật thì đây các bác này. Cưa Nhật này thì cũng báo giá tới các bác là những dòng Suki, là những dòng hãng, chính hãng của Nhật, hàng nội địa nhập khẩu. Cây này nó đang là 1 triệu 6 trên một cây. Đấy, còn về cây cưa cá mập nhé, đây là dòng cây cưa cá mập gấp này, lưỡi trắng này, nó đang là 800, lưỡi thoáng 24 cm. Đây cũng là 24 cm, lưỡi đen thì nó là 900. Đấy, còn về trên này thì đây là một bộ cưa Siki, nó đang có giá là 800 ngàn trở lên. Thật sự là cái này em nhập từ đời đầu, em cũng không nhớ giá. Bác nào mà quan tâm thì cứ gọi điện trực tiếp để em báo giá các bác nhé. Siki thì nó sẽ có 17 cm, 21 cm, 24 cm và 30 cm đây các bác này, 30 cm. Đấy, còn về đây là cái cây cưa Nhật 12 mini. Cây cưa Nhật này nó không phải của hãng Siki đâu nhá, nó cũng là cưa Nhật. Cây này thì em còn một cây, em gửi tặng cho các bác là 300. Nó một 12 cm thôi nha các bác nhá, 12 cm. Đấy, còn về cây cưa Nhật cá mập cuối cùng là cây cưa vòm tay cầm như này. Con này là giá 1 triệu 2 trên một cây, dòng 30 cm, mắt sáng thưa. Đấy, bộ Siki đây, bộ Siki sẽ có 4 cây đây nha các bác nhá. 17 này, 21 này. À, 17 này. À, đây là bao nhiêu nhỉ? 17, nó còn có 21 nhá. Có 17 này, 21 này, 24 này, 27 và 30, sẽ có 5 cây ở bộ Siki Nhật đấy nhá. Đấy thì em cũng sơ qua và tổng kết tất cả các loại dụng cụ đồ Nhật chính hãng và những mẫu thông dụng các bác vẫn dùng. Thì qua video ngắn này, bác nào mà đang quan tâm tới sản phẩm cao cấp giá trị này, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé.
Đấy, và bạn muốn tham khảo thật nhiều những đồ hay, nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn ngay vào đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác thật nhiều những cái dụng cụ cao cấp và chất lượng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và khi xem video này, các bác muốn mua những cái sản phẩm giá thấp hơn, nhớ đăng ký kênh của em nhé. Sẽ xem được cả nghìn những cái video về những cái sản phẩm liên quan đến đồ làm vườn khác nhau, giá thấp, giá chỉ 100.000, hơn 100.000, mấy chục ngàn có. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.